not, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sọc. Và hôm nay thì mình vẫn đang ở Bangkok mọi người ơi. Hôm nay là một buổi tối ở Bangkok và mình vẫn đang đi và hai người bạn. Hello Ben, hello anh Khoa. Mặc dù là ở Thái Lan nhưng mà vẫn rất là thích đồ ăn Hàn Quốc, vẫn rất là thích văn hóa Hàn Quốc, cho nên là đang ở Korean Town. Đây là một cái chỗ nằm ở gần trạm tàu BTS có tên là Asop, cho nên là mọi người có thể search là Korean Town là nó sẽ ra cái chỗ này và mọi người có thể đi tàu tới rất là tiện luôn. Đi bộ chút xíu là tới rồi. Và mục đích tối nay của tụi mình tới đây là để đi ăn một cái buffet thịt nướng Hàn Quốc. Mời mọi người cùng đi trải nghiệm với mình. Đây là lần đầu tiên mình đi. Let's go. Đây là khu Korean Town. Mọi người có thể thấy là nó ghi bảng Welcome to Korean Town. Nó có là Sukhumvit Plaza nữa. Và xung quanh đó mọi người thì có rất là nhiều những cái quán Hàn Quốc. Thì nó sẽ có gà rán Hàn Quốc nè, cà phê Hàn Quốc nè, rồi bingsu, rồi thịt nướng. Rất là nhiều những cửa hàng ở đây. Khu đồ hàng ở Thái Lan thì nó sẽ như vậy nha mọi người. Đó, mọi người thấy là dọc á, nó sẽ có rất là nhiều những cái nhà hàng luôn. Karore, Kabore, rồi Dure, Myonga. Ok mọi người ơi, tụi mình vừa mới vào trong cái tiệm buffet ngồi rồi. Cái tiệm tên là Viking nha. Và khi mà trước khi vào á thì bạn nhân viên bạn có dặn tụi mình là đây là giới thiệu, đây là buffet của tao, rồi nó chỉ có thịt heo cái mực như này kia thôi chứ nó không có thịt bò. Cái chỗ này không có thịt bò, giá rẻ cho nên không có thịt bò, chắc vậy. Chung mà tụi mình cũng vô ăn thử coi nó làm sao. Cái quầy buffet, quầy line á, nó sẽ nằm ở tầng dưới. Cái chỗ ngồi của tụi mình được xếp thì nó ngồi ở tầng trên, cho nên bây giờ tụi mình phải đi xuống dưới thì mới lấy được đồ ăn và mang ra đây ăn. Thì thôi cũng ok đi, cho nên là nếu mà bạn nào mà đi á thì có thể đặt trước. Và nếu mà không thì tới thì cứ hỏi là cho tao bàn ở dưới thì nó sẽ thoải mái hơn nha. Đừng có đi lên trên giống như tụi mình, nó hơi cực. Bây giờ thì đi xuống để coi là buffet nó có gì nha. Ok mọi người ơi, tụi mình vừa mới lấy đồ xong rồi và bây giờ thì đang chuẩn bị nướng, bắt đầu nướng. Nó sẽ có một cái số quy định khi mà ăn buffet ở đây nha mọi người. Đầu tiên đó là nó sẽ có giờ giới hạn. Hồi nãy tụi mình coi thông tin thì nó chỉ là một tiếng rưỡi thôi đúng không? Họ có ghi giờ check out của tụi mình luôn rồi mọi người. Bây giờ đang là 7 giờ. Và 7 giờ mình nãy giờ mình vô được chắc 15 phút rồi thì ăn 1 tiếng rưỡi sẽ là tới 8 giờ 15 là tụi mình sẽ phải đi ra khỏi cái chỗ này. Là một nha. Và nếu như mà overtime á, tức là quá lố 10 phút thì sẽ tính là 20 baht một người. Đây, lố 10 phút thì sẽ là 20 baht một người nha. Có thông tin ở đây rồi, đó là thông tin đầu tiên. Thứ hai á, hồi nãy mình có đọc ở dưới á, nếu mà các bạn mà lấy dư đồ ăn, ăn mà nhiều mà dư quá thì họ sẽ phạt 300 baht. Cho nên là mình lấy đồ ăn, lấy như thế nào vừa đủ thôi. Ok ha, đó là hai cái quy định ở đây là mọi người lưu ý trước khi ăn buffet. Là ở dưới rất là nhiều đồ ăn luôn, trời ơi, mấy cái món mà đồ ăn phụ á mình đi lựa mà kiểu mỏi người luôn á. Từ bánh xèo, từ cơm chiên, từ thịt xào cho tới tất cả tùm lum thứ, đồ chiên, đồ lưa hết trơn thì nó nằm ở dưới hết. Cho nên là mọi người có thể tranh thủ lựa những cái này để ăn. Thì mình thấy đa số là kiểu là thịt heo, có loại có ướt, có loại không ướt, ba rọi, rồi có mực nữa. Thì nói chung là mình thấy cũng là đầy đủ. Với cái giá mà 359 baht thì mình thấy khá là ổn. Bây giờ thì tụi mình sẽ ăn thử coi là nó có ngon hay không. Đây, đầu tiên thì mình sẽ ăn trước những cái món ăn phụ của cái quán này nha mọi người. Thịt thì mình Ben đang nướng à. Mình tranh thủ mình quay, không đủ thời gian để quay luôn á mọi người. Đây là một cái gà sốt đặc biệt của nó. Cái vị sốt thì ngon nhưng mà gà nó hơi mềm phải không? Mềm quá. Nếu mọi người khen gì ngon là cái gà này đúng không? Trứng cuộn đó mọi người. Nói chung là đồ ăn mọi thứ tầm ổn.
không có quá đặc sắc lắm, xuất sắc lắm, nhưng mà nhiều đủ thứ hết trơn á. Đây đây là cái phần thịt mà nãy giờ tụi mình đang nướng nè, nếu mà đa số là thịt heo thôi. Đó, mọi người nhìn thấy thì họ xài bếp cũng ok, cũng rất là giống kiểu Hàn Quốc. Họ có cho sẵn hai cái chén nước chấm nha mọi người, với lại cho một cái bình nước lọc như vậy. Mình nghĩ nhớ này là trong buffet luôn rồi. Ở ngoài kia thì cũng có trà, có nước ổi. À, rau họ cho cũng rất là đầy đủ nha mọi người. Rau là có lá mè, có cái quầy để lấy rau á, có kim chi, có tùm lum. Thích ăn lá mè, thịt nướng Hàn Quốc là có lá mè là ngon rồi. Đây, bây giờ mình sẽ uống thịt nướng. Mình đi ăn cũng một hai cái buffet ở bên Thái rồi mọi người, và cái nào nó cũng sẽ tính giờ hết, mà thường là 1 tiếng rưỡi. Cho nên là mọi người lưu ý đi ăn buffet đừng có kêu nhiều quá, tới lúc mà gần hết giờ ăn không nổi xong rồi ngốn lấy ngốn để hoặc là nướng không kịp á, nó cũng mệt lắm. Xong bị phạt, tính giờ trễ cũng phạt, mà để lại đồ ăn cũng bị phạt. Còn đây là lần thứ tư mình quay lại Bangkok rồi. Những cái quán mà đồ ăn Thái mình cũng đã ăn khá nhiều rồi. Thứ hai là trong một chuyến mà 5 ngày thì không thể nào mà ngày nào cũng đi ăn đồ Thái chua cay được. Tại vì nó rất là, thứ nhất là nó hơi ảnh hưởng sức khỏe một chút xíu. Tại vì tụi mình ăn xong mà đồ Thái nó chua, nó cay quá, kiểu bao tử của tụi mình nó sẽ bị rất là khó chịu. Cho nên là ngày hôm nay mới quyết định là đi ăn đồ Hàn Quốc, đồ nướng, thịt, rau. Cần bổ sung nhiều rau, cần bổ sung chất đạm vô người. Không muốn ăn nhiều gia vị nữa. Bởi vì có mấy lần mà mình làm clip xong mà mọi người nói là đi Thái mà phải ăn, sao lại ăn cái này, ăn cái kia là như vậy á. Tại vì không thể nào mà cứ nạp đồ Thái vô người, gia vị Thái nhiều quá. Ôi về. Cho nên là mình cũng ráng tìm những cái quán đồ Hàn nè, đồ Nhật nè. Trong mấy tập trước mình có quay một cái tập sushi, quán nướng Hàn Quốc này, rồi rất là nhiều quán lạ để mà mọi người có thể thay đổi khẩu vị. Nếu mà mọi người không thích đồ Thái hoặc là bạn có vấn đề khi mà ăn cay, ăn chua nhiều quá thì mọi người nên thử tham khảo những cái video này. A few moments later. Hôm nay thì mình vẫn đang ở Bangkok mọi người ơi. Và hôm nay thì mình sẽ làm video này và quay lại trải nghiệm của mình đi Terminal 21. Mọi người ơi, mọi người nếu mà bạn nào mà đi Thái Lan nhiều thì chắc là sẽ biết tới Terminal 21 rồi. Nhưng mà đây mọi người có thấy là nó khác bình thường không? Đây là một cái Terminal 21 mới vừa mở luôn và nằm bên bờ sông Chao, rất là đẹp. Cho nên là mình cũng đi thử để xem là ở trong đây có gì và quay lại cho mọi người coi nha. Còn bây giờ thì đi với mình thôi, let's go. Đây, Terminal 21 cực kỳ là hoành tráng mọi người ơi. Trời ơi, tới nhìn những cái lâu đài vậy đó. Đi vào nha, mình đang ở cổng chính luôn. Nhìn thì sẽ thấy là có Uniqlo rồi đó. Ê, có Muji nữa nè. Bây giờ đi vào trong xem có gì. Hello anh Khoa, let's go. Gate 1, vào cửa thôi. Đây, thường ở cái trung tâm thương mại á, thì sẽ có cái cổng quét như hồi nãy mọi người. Vừa vào thì là sẽ có một cửa hàng Uniqlo bự nằm bên tay phải. Và tụi mình đi còn sớm á, cho nên là cũng chưa có đông khách lắm. Dành cho bạn nào chưa biết á, thì đặc trưng của Terminal 21 giống như ở cái cũ á, thì nó là mỗi tầng nó sẽ làm theo một cái chủ đề, theo một thành phố khác nhau. Thì ở đây thì mình nghĩ là nó cũng sẽ như vậy. Và mình sẽ khám phá thử ha. Ở tầng 1 này mọi người cảm giác như là đang ở Pháp hay ở Ý gì đó, ở một cái nước châu Âu rồi đó. Tại vì rất là nhiều hoa xung quanh, rồi những cái nhà gỗ, kiến trúc gỗ này kia nữa. Và mọi người có thể thấy là những cái này nè, thì ghế ngồi họ cũng có để một cái. Hi, Linh đó, xin chào cả nhà. Mọi người thấy ở dưới không? Ở dưới là cướp biển kìa. Như là một cái thủy, gọi là cái gì? Bờ biển ở dưới vậy đó. Vừa mới phát hiện ra thì ở cái tầng 1 này mọi người, đó là nước Anh. Tại vì đi vào trong toilet đó thì nó có tên là Inland. Ở đây là cái chỗ đường vô toilet luôn á. Và họ làm nguyên một con tàu bự luôn mọi người. Mọi người nhìn thấy con tàu không? Nó dài đằng sau luôn. Thật ra chỉ là cảnh giả thôi. Nên là cái bên này vẫn là cái store, nhưng mà làm cái đường vào rất là hay. Rất là thiết kế nối cái đường vào vào mọi người. Ở dưới là Hà Lan hả ta? Cướp biển là Hà Lan đúng không? Nhìn cái nhìn cái tháp này mình lại liên tưởng Hà Lan rồi. Không biết ở dưới là nước gì, mình chưa có xuống. Có hạt nữa kìa. Ở trên. Mọi người thông cảm cho mình nha, cái giọng mình hôm nay nó không có được bình thường lắm. Tại vì sáng thật ra mình cũng mới vừa ngủ dậy thôi, vừa mới trả phòng. Thì hôm nay cũng là ngày cuối rồi.
thì đi ra Terminal 21 với mọi người thì nó sẽ không có tàu hay là cái gì tiện hết. Mọi người phải đi Grab, Grabbuy hoặc là Grabcar. Hồi nãy giờ tụi mình đi mới có nửa cái con đường này thôi thì phải. Và cái mall này mọi người nó nằm bên bờ sông Chao, cho nên là mọi người mà đi buổi chiều tối á, thì nó sẽ đẹp hơn. Tại mình coi clip review thì họ đi buổi chiều tối là ngắm hoàng hôn ở đây được luôn. Nhưng mà mình thì mình không có thời gian cho nên là tụi mình đi buổi sáng. Đi tới đây nãy giờ mình đi thẳng nha, bây giờ tới đây là có một cái ngã rẽ qua bên này nữa. Nó giống như một cái chữ L vậy mọi người, và ở đây là cuối đường, gần cuối đường rồi nè. Nói cuối đường chứ mọi người chưa thấy cái đường ra đúng không? Lush. Trời ơi cái hãng xà bông siêu thơm cái gì? Hãng chị Tâm Phúc. Ồ. Mùi bath bomb. Hôm bữa mình được tặng một cái bath bomb của Lush đó mọi người, và rất là thơm luôn. Thơm lắm. Mọi người nếu bạn nào thích bath bomb thì có thể mua về thử. In the night, thinking how we used to be way back in time. In time, barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. My eyes, yeah. Can you remember when we were young and free? Like queens upon the thrones. Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. Đây mình vừa mới lên tầng 1 mọi người ơi. Và ở trên này hình như là của Ý. Tại vì có một cái dòng sông nhỏ nhưng có hồ bơi thôi. Nhưng mà làm cái chỗ chụp hình ở giữa một cái mall như vậy rất là đẹp. Kiểu mọi người có thể lên những cái thuyền này mọi người ngồi nè để chụp hình nè. Còn ở phía bên này mọi người, mình quay cho mọi người coi. Là đã làm những cái mây trang trí là đẹp ha. Cái này gọi là cầu treo đúng không mọi người? Mình không có nhớ cái địa điểm này nha mọi người. Nhưng mà cũng rất là nổi tiếng. Và đó, nó mọc từ dưới, tầng dưới lên trên tầng trên luôn. Dữ không? Trời ơi, chấn động ghê không? Đó, rất là đẹp, màu sắc đầy đủ luôn. Đương nhiên là không thiếu những brand nổi tiếng rồi, Fila. Nói chung là đồ của ở trong Terminal 21 á, thì nó cũng sẽ là những cái brand nhưng mà bình dân hơn, chứ không có quá luxury. Và kiểu trẻ trẻ, tiên tiên, rất là dễ đi. Bởi vì cho nên mọi người thấy phong cách làm ở đây họ cũng làm kiểu trẻ trung, năng động. Mình vừa phát hiện ra một cái brand này mọi người, chuyên dành cho những bạn nào thích ăn KFC nha. Cái brand quần áo nhưng mà có collab với lại KFC. Và mọi người nhìn cái mặt bộ đồ của bạn nữ đi, oh my god, từ trên xuống dưới đùi gà luôn, thêm cái túi KFC nữa, đúng bài luôn rồi. Đây mình đang đứng ở trước cửa hàng Muji ở tầng 1, mọi người cũng ra khá là to và bự luôn. Ở đây thì buổi sáng thì vẫn còn sớm đó mọi người. Với lại có một cái chỗ mà mình muốn mọi người là ai mà đi Terminal 21 kể cả cũ và mới thì nên đi thử tất cả các tầng luôn, đó chính là toilet. Tại vì toilet của mỗi tầng là đều trang trí rất là đẹp và sẽ theo một cái style, theo cái chủ đề đó luôn. Ví dụ như là cái này hồi nãy ở tầng 1 thì mình không quay, nhưng mà của nước Anh thì cũng rất là đẹp. Cái này là tầng 1 của Ý thì mình sẽ quay vô sơ sơ bên trong, nhưng mọi người họ treo cờ cái giải đấu đua ngựa nè. Rồi họ làm cả những cái chỗ ngồi cũng là bằng rơm. Và mọi người thấy là trang trí ở trên tường những chiếc đầu ngựa, những chiếc chuồng ngựa, cái cào ngựa, móng ngựa, cào rơm rồi. Đó, mình không có quay vô trong được nhưng mà đại loại là ở bên trong nó cũng đẹp y chang như vậy luôn. Cho nên là mọi người có thể đi vào trong khám phá nha. Mỗi tầng đều một style khác nhau cho nên là nên ghé. Mình vừa mới lên tầng mới rồi mọi người, tầng 2, và mọi người thấy là ở đây họ làm cái vòng, cái chỗ mà thang máy á, nó là một cái vòng đu quay xe ngựa luôn. Và có những bà chó hả, ngồi cưỡi ngựa hả. Cái tầng này mọi người mình thấy có Paris thì chắc là ở Pháp rồi. Và ở trên trần á mọi người, họ trang trí rất là kỹ nha, có bong bóng nè. Trời ơi, làm nguyên một cái cổ đua xe ngựa, cái cổ đua quay xe ngựa chứ. Mình vừa mới lên thêm một tầng nữa rồi, và tới đây thì mình quay về châu Á rồi mọi người ơi. Một nước Nhật hoành tráng. Quay. Đẹp ha. Đây là nước Nhật đó mọi người.
Những cái khu thang máy, toilet họ đều trang trí rất là kỹ. Quay toilet hoài thì hơi là bị biến thái, nhưng mà thật sự nó đẹp lắm mọi người. Đây là một cái tầng của Nhật thì style nó sẽ là một cái chỗ tắm suối nước nóng. Và có hoa anh đào nè, có mấy bạn khỉ nè đang ngâm nước nóng ở trong này. Trời ơi, ngâm theo đôi nữa chứ, quỷ sứ. Đấy, rồi có phòng nữ, phòng nam, toilet. Trời ơi. Bây giờ cũng là 12 giờ mấy rồi mọi người, tụi mình sẽ đi lên food court. Vì ở Tân Biên Đồng 21 cũ á, là food court rất là nổi tiếng luôn. Tại vì ngon và rẻ thì ở đây cũng có một cái food court. Nó tên là Pier 21 nha, giống như tên ở bên kia luôn. Và nằm ở tầng trên cùng nha mọi người. Mình cũng không biết cái tầng này là tầng mấy nữa. Bây giờ đi tùm lum nhiều nơi quá rồi. Đây nhìn cái chỗ là phim là mê ghê không. Họ làm dựng những nguyên cảnh của Transformers. Đây. Bên kia là Kai kìa. Dễ thương. Ở bên này thì là Cafe Amazon, là phim. Với lại cái khu food court này mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nha. Vô trong Pier 21 thì mọi người phải mua cái card cash nha mọi người. 2500 card. Thank you. Tụi mình vào đây ngay cái giờ ăn trưa luôn, cho nên là đông quá trời đông luôn mọi người ơi. Bây giờ thì chắc là không quay nổi cái cảnh đồ ăn ở đây đâu, nhưng là tụi mình sẽ đi chọn một vài món rồi review cho mọi người thôi nha. Vô trong cái khu này mọi người, thì cái việc đầu tiên mà mọi người cần làm cho mình đó là đi tìm một cái bàn trống. Tại vì ở trong này thường là sẽ full bàn, không có bàn ngồi đâu. Đi mua đồ ăn trước là hơi phê quá, cho nên là chia ra để một người giữ bàn, xong rồi còn lại thì đi mua đồ ăn. Thì mình đang ngồi giữ bàn để cho anh Khoa đi mua đồ ăn trước. Cha mẹ ơi, mình với anh Khoa mua rất là nhiều món luôn mọi người ơi. Đầu tiên á, của mình đó là một phần cơm, nhưng mà ở trên nó là một cái trứng chiên, và ở trên là một cái lớp thịt bò xào với lại lá, mình nhớ là lá basil. Rất là thơm, nói chung là cái lá này rất là thơm. Nhưng mà lúc mình mua xong mình mới phát hiện ra trời ơi, cái món này chắc là sẽ rất là cay luôn. Mình là một đứa không ăn cay được. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Thế nên là hy vọng là mình vẫn ăn được. Rồi bên này là một cái phần thịt heo giòn, chân giòn heo hầm á mọi người, mà họ cắt ra cho mình dễ ăn á. Thì mọi người biết là ở trong Tân Biên Đồng 21 có một cái chỗ bán cái món này rất là nổi tiếng, và nó nấu trong một cái nồi khổng lồ luôn, và họ cắt ra một cái phần như vậy. Thì cái phần này mình nhớ không lầm mà nó khoảng đâu đó 60 bạc. Còn cái cơm này thì mình mua có khoảng 50 bạc thôi, là 35 ngàn thôi. Ở đây là một có một cái tô súp hoành thánh. Đây, súp hoành thánh với rau với lại thịt xá xíu. Còn ở bên này là một phần bạc thái. Quá trời món luôn, mà anh Khoa vẫn còn đang đi lấy một phần hàu chiên nữa. Hàu chiên giòn. Ngoài ra thì các bạn có thể mua những cái loại nước sinh tố nè. Hay là này, sinh tố dừa của anh Khoa rất là ngon nha. Mình mua cái này chuối dâu thì nó hơi ngọt một tí, và cái dừa thì ngon lắm. 1 hour later. Đi lấy từng mâm mà cũng chết. Đồ ăn thì ngon mà lấy cực quá. Ừ. Hương vị của nó ngon đúng không á. Mà mỗi lần nhìn thấy giò heo hơi sợ. Thật sự là nhìn cái giò heo nó hơi sợ, nhưng mà kêu ăn thì ngon. Nó cắt cái phần thịt ra cho mình dễ ăn hơn á. Cái thịt này nó cũng cay, nhưng mà nó cay thiệt nha. Sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Bực mình quá à. Để mình né ra thì nó không cay lắm, mà giờ nó cay thiệt. Cay nha mọi người, cái cơm bò, cái cơm thịt xào này rất là cay. Mình thử ăn ké cái hàu của anh Khoa. Nè, xúc. Nói chung là đồ ăn trong Tân Biên Đồng 21 đó mọi người, thì so với lại những cái ở bên Tân Biên Đồng 21 cũ á, thì mình thấy nó cũng tương đương, là nó cũng giống vậy, là các món cũng giống nhau và cũng đa dạng, cũng rẻ, ăn cũng ok lắm. Và mọi người nên dành thời gian cho cái mall này cả ngày á, thì mới đi hết được. Mình thấy rất là nhiều chỗ để đi, rất là nhiều chỗ sống ảo chụp hình, đi không ngừng nghỉ luôn. Mình ăn xong rồi mọi người, và bây giờ thì đem cái thẻ ra để lấy lại tiền thừa nha. Cũng là cái quầy cash card này luôn á.
Ok mọi người ơi, như vậy thì tụi mình cũng đã ăn xong rồi. Và bây giờ thì sẽ chắc là sẽ đi xuống bắt xe để về Central World đi mua đồ. Và mình cũng xin lỗi mọi người tại vì không quay được nhiều cho mọi người coi. Ở đây thật sự là chỗ này rất là đẹp, rất là xịn, mới, thơm, đồ ăn ngon, nhiều. Và bán rất là nhiều đồ nữa, cho nên là mình nghĩ là mọi người cũng nên tham khảo chỗ này để cho chuyến sau của mọi người nha. Thì chắc là mình cũng sẽ tạm biệt trước. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những chuyến đi sau, cùng mình trải nghiệm khắp nơi ở trên thế giới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye.